Tuyển cực kỳ mạnh đến từ Trung Quốc, đó là một giải đấu có tính cọ sát và mặt bằng chung của các đội tuyển cũng như khả năng rất đầu cao. tư của họ cực kỳ cao. Bên cạnh đó có Roster White đại diện đến từ Hàn Quốc, cũng là một trong những đội tuyển được đánh giá cao nhất ở trong bảng đấu này. Hai đội tuyển khác thì có lẽ được đánh giá thấp hơn một chút, đó là Chai Gaming cũng như là TSM, và chúng ta sẽ cùng đến với cấm và chọn ở ván đấu đầu tiên. Một playout cấm và chọn rất trực quan, chúng ta có thể nhìn thấy được số thời gian còn lại trong mỗi lượt cấm và chọn của cả hai đội, và chúng ta thấy một người rất quen đang đứng kế bên các thành viên của SVTC ở phía sau. MC đó, Trúc Anh đồng hành cùng với Hydro đây chắc chắn là một cực đội cực mạnh luôn. Búp cực mạnh cực dành cho đại diện Việt Nam, tôi tin chắc là như vậy. Anh có thể nhận thấy vẻ mặt của Hydro ở khoảng thời gian ở Singapore trên những tươi tắn trên trang cá nhân vô cùng tươi và có hai chữ hạnh phúc gắn trên mặt. Tôi tin chắc rằng với cái sự thoải mái và tâm lý này, Hydro sẽ có đủ tiền đề và nhiều tiền đề nhất để hỗ trợ cho đại diện của Việt Nam sẽ có những phần cấm và chọn và có những cái chiến thuật vô cùng là thoải mái và hay để chúng ta có được những chiến thắng. Vâng, nhìn mặt tổng quan của cả những lượt cấm và chọn này thì đều vẫn là những quý vị tướng khá là quen thuộc mà thôi. Trong khi bên phía đại diện của Trung Quốc, Dakun Gaming họ cấm đi Riven, rồi sau đó là Senna và Trace, những vị tướng gần như là tủ của Akeno, hai vị tướng tủ của Akeno. Một vị tướng còn lại thì có vẻ như là Dakun họ đang muốn chọn Red Tông sớm hoặc là Darius sớm dành cho khu vực đường trên của mình. Trong khi đó bên phía bên kia đọc rất nhanh đúng không? Huấn luyện viên Hydro cũng biết là đối phương có cơ may sẽ chọn được cho mình Rayton, họ cấm Rayton, họ cấm tất cả những con tướng khác ở khu vực đường Baron và để cho YK, anh ta lại không chọn trước nha, anh ta không chọn trước nha, bởi vì trong tình cảnh hiện tại rất ít những vị tướng còn lại ở trong meta có thể đánh được đường Baron, mà YK anh ta lại nhường lựa chọn đầu tiên của mình dành cho đường giữa là Shiba, anh ta chọn cho mình đó là Zik. Thực ra Zik ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng giống như ESL vừa rồi, chúng ta Sea Championship vừa rồi, Zik hoàn toàn cũng có thể đảm nhiệm những cái chiến thuật mà Zik đường rồng được trong tay của Win. Đặc biệt là trong đội hình của bên phía đó là Dakun Gaming có Hui Ba là người top 1 MVP của giải đấu Spark Invitational với 4.0 về điểm MVP. Bên cạnh đó là Win với là người đạt top 3 MVP với 3.0. Thực ra là top 3 với top 2 họ như nhau, đó là hai vị trí có cùng điểm MVP ở 3.0. Thì thực sự đây cũng sẽ phản ánh một vấn đề, tức là về kỹ năng cá nhân đến từ một đội tuyển hàng đầu của một khu vực hàng đầu thì chắc chắn sẽ là cực kỳ cao và cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Z xuất hiện dành cho có thể nằm trong tay của C3 và Zik ở khu vực đường rồng dành cho Win. Và như vậy thì có vẻ như là Zafan đệ tứ thật ra vẫn có thể được đem đánh ở khu vực đường Baron nha các bạn. Tôi nghĩ phần trăm cao chuyện đó sẽ diễn ra. Trong khi đó bên phía bên kia sự lựa chọn dành cho TF là Ray ở trong phiên bản 2.5A đã có một số sự chỉnh sửa về mặt sức mạnh khi mà sát thương ở khoảng thời gian ban đầu cũng như là lượng chống chịu ở khoảng thời gian ban đầu của Ray nó bị giảm đi khá là nhiều, và nó khiến cho vị tướng này không còn áp đảo được rừng đối phương ở khoảng 3 cấp độ đầu tiên giống như trước đây nữa. Nhưng đây vẫn có thể là một sự lựa chọn tốt để đánh Snowball trận đấu, kéo dài trận đấu về sau với một cái đội hình mà chúng ta quen thuộc hay thấy SBC đánh là đội hình 2 xạ thủ. Với việc có Varus ở lượt lựa chọn đầu tiên thì tôi cũng đang cảm thấy hơi gọi là sao nhỉ, hơi khó khăn một chút dành cho bên phía FPTC. Nhưng đó có lẽ là một trong những lời đáp trả cho khả năng tấu máu ngược lại so với Zik ở phía bên kia. Thì khi đó đối phương có những chất tướng lao vào cực kỳ mạnh, đặc biệt là Zac ở trong phiên bản này. Zac thực sự là một chất tướng nổi lên từ sau phiên bản 2.5. Và những tình huống bắt vào vị trí xạ thủ chủ lực đến từ bên phía của FPTC là rất dễ dàng dành cho bên phía của Dakun Gaming. Chúng ta có hai lượt lựa chọn cuối cùng nhắm rất nhiều vào, thứ nhất là sự bảo kê, thứ hai là có lợi trong những giao danh tổng, đó là Diana rất uy tín trong tay của Zulai. Bên cạnh đó là có Brum, đây là một chất tướng mà chúng ta đã phải tranh cướp với nhau rất nhiều ở giải đấu Sea Championship vừa rồi. Và đến thời điểm hiện tại nó vẫn đảm bảo được vấn đề là thứ nhất là có thể tạo được những tình huống bảo kê tốt khi tạo được hiệu ứng khống chế đơn mục tiêu và cả đa mục tiêu lên những mục tiêu mà có nhảy vào đội hình của chúng ta. Là một trong những điểm rất tốt mà bên phía của FPTC đang sở hữu, đó là Brum dành cho Akeno. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong lượt cấm và chọn của cả hai đội. Bên phía của DKG, tôi vẫn chưa thấy họ đổi vị trí tướng của mình nha. Thì tôi vẫn chưa thể xác nhận được chính xác 100% là Zavan đi đường Baron hay là Zac sẽ đường Baron. Nhưng mà tôi nghĩ phần trăm cao á là Zac sẽ đường Baron. Và Zavan sẽ là vị trí đi rừng, nó sẽ là hợp lý nhất ở trong tình cảnh hiện tại. Chúng ta có một quan điểm nữa, tôi cũng có thể nói là ví dụ như với Zavan đi đối đầu với Darius cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Nếu solo tay đôi sẽ hơi khó, nhưng khả năng dọn lính nhanh và khả năng di chuyển cùng với những người đồng đội sẽ là điều mà YK hơn, sẽ hướng đến ở thời gian này. Và đặc biệt là Zac nếu mà đi solo tay đôi với Zavan tôi nghĩ cũng là một kèo nó hơi 5 ăn 5 thua á, tại vì cái tình huống mà phản đòn, tức là tránh những tình huống đánh thường của Zavan nó không thể bị cản đi sau những tình huống xoay dìu đến từ vị trí của Darius. Không, Darius đúng không? Nhưng mà Darius vẫn là, nhưng mà Zavan cuối cùng vẫn là đi đường trên. Đường Baron. Trong tay của YK. Trong tay của YK, và Zac vẫn sẽ là vị trí đi rừng.
Đây sẽ là một trong những cái mấu chốt chính ở trong trận đấu này. Chúng ta đều biết là những người chơi đi rừng của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm luôn. Cả hai đội Trung Quốc đến với giải đấu này thì MVP của họ ở trong trận chung kết đều là hai người chơi đi rừng. Đó, nhưng mà bên phía của Thunder Talk thì đội hình của họ có một chút xíu xáo trộn rồi. Nhưng mà chúng ta hãy quay trở lại với trận đấu này, một khuôn mặt của Unero. Trận đấu rất quan trọng và Unero dự bị chính của SBDC trong xuyên suốt mùa giải mùa thu cũng như là giải SEA Championship là người được đánh chính, thì để xem Unero sẽ thể hiện được như thế nào ở trong trận đấu này. Thực ra có một điểm mà chúng ta có thể tự tin rằng ở trong trận thi đấu này thì vẫn có thể chiến thắng dành cho SBDC, mặc dù là khó nha. Mặc dù là khó, tức là trong khoảng thời gian đến với Singapore thì chúng ta cũng có những tình huống, cũng có một giai đoạn gọi là bootcamp, các đội tuyển cũng đã được học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó chúng ta cũng nghiên cứu rất nhiều về cái bài đánh và lối đánh của Dacoon Gaming trước đó rồi. Và đặc biệt á, là SBDC đến với giải đấu này với tinh thần đang là độc cô gầu bại của Đông Nam Á. Trong 6 tháng vừa qua họ chưa thua bất kỳ một trận thi đấu nào. Một búp tinh thần rất tốt dành cho SBDC và họ sẽ bảo vệ cái ngôi vị đó của mình, một trong những điểm mà họ cần tiếp thêm năng lượng để họ có thể chiến thắng trong trận thi đấu này. Và những bước di chuyển đầu tiên đã được bắt đầu, bản 2.5A. Đây sẽ bản thi đấu mà chúng ta có hai con sứ giả, và nếu như một đội tuyển tận dụng tốt thì có thể mang về một chiến thắng ở con sứ giả thứ hai dành cho một đội tuyển rồi. Đây là điều mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc tới ở đây, đó là việc thắng đường ở khu vực đường Baron bây giờ nó quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì khi bạn thắng được đường thì bạn hầu như là sẽ chiếm được quyền kiểm soát khu vực hang sứ giả khe nước nó rất là dễ dàng, và nó sẽ khiến cho việc ăn được hai sứ giả sớm và tạo lợi thế về tiền khi mà lấy được trụ đối phương, nó sẽ làm cho cái tốc độ tăng trưởng, cái sức mạnh đội hình của bạn nó chớp nhoáng hơn đối phương rất là nhiều. Trong khi đó bên phía bên kia DGK ở khu vực nửa dưới bản đồ họ đang trao đổi chiến thuật khá tốt với cặp bộ đôi tướng tương đối là an toàn của mình, Zid cùng với Rakan. Họ có thể mất máu nhưng khả năng hồi phục của Rakan cũng không phải là gì, gặp được quá nhiều vấn đề, cũng như khả năng cứu rỉa máu từ xa của Zid và giúp cho vị tướng này dọn đường nó cũng rất là dễ dàng mà thôi. Về cơ bản đội hình đến từ bên phía của Dacoon Gaming nhắm khá nhiều về kỹ năng cá nhân là nhiều hơn và khả năng bắt lẻ vào những mục tiêu chủ chốt ở bên phía FPTC. Nếu như giao tranh tổng thì thực sự đội hình của họ sẽ khá khó, đâu đó chỉ có mỗi Javan với cái đại địa chấn của mình là có thể tiền đề được thôi. Junero liên tiếp gây sát thương vào người của YK. YK mất tốc biến và mất đi một vài chỉ số lính, nhưng có những tình huống hỏi thăm của TF ở đây. Họ cũng lùi một cách rất kinh nghiệm và không có quá nhiều sự nguy hiểm, nhưng vẫn là lãi một phép bổ trợ dành cho bên phía Zero. Đường dưới thì sao Akeno đã phải dựng cối kiên cường lên, sau đó rút lùi. Có một tình huống bọc đầu đến từ vị trí của Huy Ba lộ tầm nhìn hơi sớm, anh ta câu được cái kiệt sức đến từ vị trí Akeno hơi khó rồi. Pha này tất cả các thành viên có lẽ phải bỏ lại một người, ai sẽ phải nằm lại đây? Có lẽ là Hà Hai. Akeno tốt biến, kia là tốt biến, là không ai phải nằm lại cả, rất xuất sắc. Đó là cặp đôi đường rồng của FPTC, dùng tất cả những phép bổ trợ của mình có, nhưng nó là cần thiết trong việc bảo toàn tính mạng của bộ đôi đường rồng từ bên phía SBDC. Và đây sẽ là bước đáp trả khi mà TF đang rất gần ngay khu vực đường Baron của đối phương. YK sẽ phải chạy như thế nào đây? Anh ta có combo kỳ kích của mình, tạo được một khoảng cách lớn và thoát chạy trong tình huống này. Không nên dẫn quá sâu, Euro dẫn lên quá sâu rồi, mất đi tốc biến của mình. Đối phương có truy đuổi hay không đây? Hết chiều rồi, họ không còn gì để bám đuổi theo nữa. Và đặc biệt là YK cũng đã hết toàn bộ năng lượng mà mình có. Huy Ba có lẽ sẽ ở đây để giúp cho YK ăn được toàn bộ chỉ số lính, sau đó họ mới biến về, tránh một tình huống lãng phí tài nguyên. Và TF cũng đã đọc được bài và anh ta cũng sẽ ở lại để hứng đợt lính vừa rồi dành cho bên phía của Junero. Ở khu vực đường giữa thì sao? Vẫn chưa có một sự di chuyển nào đến từ hai người chơi này. Và ở khu vực đường dưới thì bây giờ SBDC sẽ là đội gặp bất lợi hơn khá nhiều khi mà họ đã mất đi tất cả những phép bổ trợ của mình. Thì liệu rằng một tình huống tấn công tiếp theo khi mà tôi nghĩ là anh ta sẽ muốn đẩy lính thật nhanh để di chuyển xuống dưới, một con Varus không có cho mình bất kỳ một phép bổ trợ nào, sẽ là một miếng ngồi rất ngon dành cho vị tướng Z trong tay của Yu. Một pha di chuyển đến từ bên phía của Zulai muốn can thiệp xuống khu vực đường rồng, nhưng toàn bộ lượng mắt đến từ bên phía của Dacoon Gaming nhắm nhiều xung quanh xuống nửa dưới của bản đồ, khiến cho những tình huống di chuyển đến từ Zulai cũng là rất khó khăn, và anh ta cũng chỉ có những tình huống áp lực mà thôi. Trong khi đó Junero sau khi có được một đợt lính đẩy rất nhanh và vượt trội hơn đối phương thì cũng đã di chuyển ra khu vực đường giữa, nếu như có cơ hội thì sẽ đánh cùng đồng đội, còn nếu không thì cũng là một con mắt di động để kiểm soát tầm nhìn dành cho FPTC. Sắp đến một cái thời điểm tương đối nhạy cảm của trận đấu, thời điểm phút thứ tư. Chính xác. Và đây sẽ một thời điểm mà cả hai bên cần sẽ phải chọn mục tiêu của mình, liệu là rồng hay là sứ giả. Với con rồng đất thì đây cũng sẽ là một mục tiêu quan trọng của cả hai bên. Một con rồng đất nó sẽ ảnh hưởng khá lớn cho cái việc thắng đường của Zero cũng như là YK bên phía bên kia. Còn trong khi đó thì sứ giả sẽ đem một lượng tiền lớn cũng như khả năng kiểm soát con sứ giả tiếp theo. Đó. Đây sẽ là lúc mà chúng ta sẽ được chứng kiến khả năng đổi trác mục tiêu và tư duy kiểm soát phút thứ tư đỉnh cao nhất của các đội tuyển hàng đầu ở thời điểm hiện tại.
một trong những kiến thức mà có lẽ sẽ được áp dụng rất nhiều nếu như chúng ta học hỏi được và áp dụng vào trong danh. Và chúng ta cùng chờ xem hai đội tuyển sẽ kiểm soát như thế nào. Tạm thời thì các thành viên chủ động biến về nhà để mua cho mình những món trang bị, gia tăng lượng đồ, sau đó đến ít nhất là ở thời điểm hiện tại chúng ta farm không thua một chút nào so với đại diện số 1 Trung Quốc Spark Invitational, đó là Dakun Gaming. Và đây cũng sẽ là khoảng thời gian chúng ta phải giao tranh sòng phẳng với họ được với lượng đồ mà chúng ta đã sở hữu. Junior Akino cùng với TF đang đứng đây. Họ vừa rồi có một tình huống rình rập nhưng mà nhìn thấy có vẻ như là Win cùng với lại Imo hơi khó nhằn một chút xíu. Họ không dám tấn công đối phương, họ sẽ muốn giữ chiêu của mình lại để dành cho pha tấn công lớn tiếp theo nhắm vào hướng hang rồng hay chăng đây. Những pha cú điểm máu rất đau đến từ Win nha, tao quăng bom cực kỳ chuẩn. Tôi bắt đầu học bài. Bước đầu tiên để kiểm soát hai mục tiêu đó là di chuyển cặp đôi xạ thủ hỗ trợ ra khu vực giữa, khi đó tốc độ đẩy lính đường giữa của bạn sẽ cực kỳ nhanh. Rồi. Và các bạn sẽ di chuyển sang hai cánh một cách dễ dàng hơn. Ở trong cái trường hợp này thì Daku Gaming sau khi có được đường giữa, họ kiểm soát nửa trên của bản đồ với con sứ giả, và đổi ngược lại thì FBC cũng không quá thua thiệt khi chúng ta có được con rồng đất. Và hai mục tiêu đã được đổi chắc thành công và không có bất kỳ một giao tranh nào xảy ra. Phút thứ 5 rồi vẫn chưa có bất kỳ một mạng hạ gục nào. Và thường là ở meta hiện tại á, là khi bạn ăn được con sứ giả đầu, bạn sẽ muốn thả nó khu vực trên cơ. Ăn ngay và thả đường trên, bởi vì sao? Khoan đã, combo, đưa ứng tư thần được xuất hiện. Và rồi. Thôi rồi, điểm hạ gục đầu tiên của trận đấu nằm trong túi của những người Trung Quốc. Họ đã làm một cách rất gọn, họ có một khả năng cấu rỉa máu đến từ vị trí của Win với con mặt dịch. Sau đó là Zeta và combo cánh trên của bản đồ thì họ tận dụng, hình như là chưa, sứ giả vẫn chưa đang thả được luôn. Và họ lấy được cả trụ đầu tiên nữa, một tình huống cuộn đội hình mà thôi. Ngay lập tức có 3.000 tiền được giãn cách ra dành cho bên phía của Daku Gaming. Cái lý do mà tại sao mình nói rằng thường là những đội mà ăn xong sứ giả đầu tiên sẽ muốn ăn thẳng ngay lập tức và lấy cái trụ đường trên đó, bởi vì khi bạn chiếm được rất nhiều tầm nhìn ở khu vực nửa trên bản đồ thì con sứ giả thứ hai nó gần như chắc chắn nằm trong túi bạn, không có cách nào đối phương có đủ khả năng kiểm soát tầm nhìn và ra đó cướp lại cả. Còn đây là pha combo rất đẹp mắt của Yu để dứt điểm điểm hạ gục đầu tiên của trận đấu này. Không có bất kỳ một chiêu thức nào trượt trong pha combo vừa rồi đến từ vị trí của Yu cả, kỹ năng cá nhân là vô cùng cao. Và ở đây chúng ta bắt được một người, đó là Imo, nhưng Imo không đứng ở một khoảng cách mà để chúng ta có thể dễ dàng bắt được. Và kiểm soát con cua đến từ vị trí TF. Ở đây Sazulai đang bị tấn công bởi hai người. Vui ba mất tình huống nhảy của mình và con lính, sau đó anh là cố gắng lùi. Akeno đang cố gắng bọc đầu nhưng lượng máu này cũng là hơi khó. Đối phương cũng có ba, quay ngược trở lại với một tình huống dậm nhảy đến từ vị trí của Hủy Ba. Chúng ta sử dụng băng địa chấn lên giữ được một người. Siêu bom điện tung ra rất nhiều sát thương. Akeno đang chấn máu rồi nhưng chẳng mờ đến từ vị trí này cũng là cực kỳ đẹp. Và chúng ta giữ chân được người chơi hỗ trợ của đối phương mà không mất. Anh ta còn chưa kịp dùng cả tốc biến cũng như bất kỳ một phép bổ trợ nào cả. Đúng vậy, anh ta bị giữ chân quá lâu với việc là cố gắng ở lại để có thể chết thay dành cho ngục đội của mình. Thì hỗ trợ Imo đã phải lên bảng đếm số với chuỗi hiệu khống chế rất tốt đến từ SBTC. Điều quan trọng hơn là chúng ta thấy cái pha đó SBTC tại sao họ lại chiến thắng dễ dàng như vậy. Đó là việc mà YK anh ta bị chậm một nhịp sau cái bước di chuyển. Anh ta bị chạy từ đường giữa xuống khu vực nửa dưới bản đồ, trong khi đó thì Yuiro đã có mặt với những người đồng đội của mình từ trước và cùng dồn cái lượng sát thương, cùng dồn cái lượng khống chế cùng với những người đồng đội của mình hạ gục đối phương cách nhanh nhất. Đây là pha quay ngược trở lại để chết thuê. Chết thuê dùm cho người chơi đi rừng. Thế đây là một cái góc xuất hiện mà rất đẹp đến từ vị trí của Junero. Anh ta đẩy lui bộ ba đội hình của đối phương ra và để cho các thành viên còn lại hạ gục hỗ trợ của đối phương một cách rất dễ dàng. Một tình huống di chuyển tốt, khi chúng ta bị bất lợi về cái trụ của khu vực đường trên thì chúng ta sẽ có những tình huống di chuyển thoáng hơn. Và một tình huống thả sứ giả quá lỗi đến từ vị trí của Dakun Gaming. Chúng ta không mất bất kỳ, vậy thì coi như là con rồng đất đầu tiên chúng ta lời hoàn toàn. Đối phương có cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới với sức sát thương đến từ Z trong tay của Zil, và Zulai cũng không thể phòng ngự được. Khá khó cho Zulai, bởi vì dù sao đi nữa thì đối diện với hai người của đối phương đều là những chức tướng bao hàm rất nhiều sát thương, là Z cùng với lại Zac, thì bạn sẽ hơi khó để có thể phòng ngự được cái trụ vừa rồi nếu chỉ có một mình ở đây. Thực ra là SBC cũng không cần gì phải vội cả, họ hoàn toàn có thể đánh trận đấu này kéo dài được. Đồng ý. Bởi vì Z là một vị tướng mà càng về cuối bạn lại càng yếu đi mà thôi. Chính xác. Bởi vì với một chức tướng sát thủ thì khi mà SBC đã có những cái đồng hồ khác, đã có cho mình là những cái giáp thiên thần, thì cái chức tướng Z sẽ không còn là quá mạnh nữa. Trong khi đó SBC càng đánh thì đội hình của họ là càng mạnh, những vị tướng như Darius hoặc là Raze sẽ càng lúc càng mạnh về cuối trận đấu. Zulai anh ta cũng đang rất thông minh trong việc lựa chọn lối lên trang bị của mình với Diana. Hai món trang bị đầu tiên đều nhắm vào khả năng chống chịu phần nhiều dành cho Diana với lượng giáp và lượng máu được cộng thêm. Khi đó anh ta sẽ có rất nhiều tiền đề để băng vào sâu đội hình phía sau của đối phương với cái trang non của mình, và đặc biệt là với những tình huống solo tay đôi 1-1 với Z của đối phương nữa thì anh ta cũng không thực sự là quá ngại sau khi món đồ thứ hai của anh ta được lên thành công. Và nếu như các bạn nhìn lại một lần nữa về mặt đội hình của DKG, các bạn sẽ thấy một cái điểm yếu của họ là càng đánh về cuối sát thương theo thời gian của họ lại càng ít rất đi ít, rất đó ít. Bởi vì họ không có xạ thủ, họ chỉ có một mình Zac là vị tướng có thể gây sát thương DPS theo thời gian tốt mà thôi. Nhưng đây là một vị tướng tay ngắn, mà khi một vị tướng tay ngắn như thế này bước vào giao tranh, bạn phải vượt qua rất nhiều những khống chế đến từ Rom, đến từ cả sự xích tội lỗi, đến từ Kiro nữa, thì sẽ rất khó cho Zac có thể gây sát thương về cuối.
Còn khoảng 10 giây nữa, hai mục tiêu lớn ở trên bản đồ tiếp tục xuất hiện, và bên phía của Dacon Gaming luôn là người có được tốc độ đẩy lính khu vực đứng giữa cao hơn với việc quy tụ được nhiều người hơn. Nhưng đổi ngược lại thì FPTC chúng ta cũng đã rất rõ ràng trong việc lựa chọn mục tiêu. Chúng ta dồn toàn bộ cả 5 thành viên ra đây để tấn công rồng. Với phương chia một người ra là rắc thôi, ăn sứ giả là vô cùng nhanh. Và nếu như bây giờ có quay ngược trở lại cũng sẽ là một tình huống có lời về mặt giao tranh dành cho Dacon Gaming. Tạm thời đang là 4-5, mở giao tranh với siêu bom địa ngục cũng như là đại địa chấn, nhưng chúng ta hạ gục được người chơi hỗ trợ của đối phương rồi xoay dưới. Và ta có 3 cú bỏ của mình. Đội hình của Dacon Gaming tan vỡ, double kill dành cho Junero và chúng ta giữ được con dòng lửa. Đây có lẽ là lý do tại sao Junero được ra quân vào ngày hôm nay. Đồng ý. Một tình huống xử lý phải gọi là mắc binh với con Darius của anh ta. Xoay rìu kéo chúng hai người đối phương trước, một cú xoay rìu cực kỳ đẹp trong một khoảng không nhỏ và hẹp. Sau đó là những cú bổ rìu rất chất lượng, bước lên phía trước một bước và làm dàn chắn cho đội hình của mình. Gần như là không ai chạm vào người Kiro cả. Kiro thoải mái chơi trong tình huống này khi mà Darius của Junero đã hút hết toàn bộ sát thương của đối phương, cũng như là càng lướt thẳng vào đội hình bên phía bên kia rất mạnh mẽ. Thực ra cũng có một điểm nữa, bên phía của Dacon Gaming khá sai trong khả năng chọn mục tiêu ở trong pha thi đấu này, tức là họ dồn rất nhiều những chiêu thức nhưng mỗi chiêu thức lại trúng một vài thành viên riêng lẻ đến từ FPTC mà nó không được tụ lại ở một thành viên nào, vì vậy nó không thể tạo ra những mạng hàng gục dành cho họ. Trong khi đó thì chúng ta giữ thế đánh ở góc cánh phải ở bên phía tay của Junero và chúng ta dồn mục tiêu là rất hợp lý, và đặc biệt là sát thương theo thời gian cũng là một điểm mạnh đến từ bên phía của FPTC. Đã hết nhịp đầu tiên, đối phương không có mạng hạ gục thì sẽ là thua thiệt dành cho Dacon Gaming, còn chúng ta có thể đánh hoài, đánh mãi, đánh đến sáng thì vẫn sẽ thắng dành cho FPTC. Và đây là một cái giờ phút mà DKG tôi nghĩ là họ cần phải gấp rút hơn nữa. Ở trong những bước kiểm soát mục tiêu của mình, họ cầm một cái đội hình mạnh sớm thì họ cần phải snowball trận đấu thật lẹ. Chúng ta thấy những bước di chuyển của họ đang rất gấp gãy rồi. Huba đang chạy thẳng lên khu vực nửa trên bản đồ tấn công một trụ thứ hai của SBDC. Đã có hai người của SBDC di chuyển lên đây, trong khi đó ba người còn lại của SBDC đang đánh nhau với đối phương ở khu vực giữa và đánh nhau ba ba nổ ra ở đây. TF bị dính ulti rồi, TF khó để thoát đi được. Anh ta cũng tung ra toàn bộ chiêu thức trong pha thi đấu này. Yu Ha gục được TF nhưng anh ta cũng đang ở ngưỡng trắng máu. Anh ta đang cố gắng tung pin lên chạy. Không tung pin lên đuổi theo, đó là Brum trong tay của Akeno nhưng cũng không thể mang về một mạng hạ gục và chúng ta mất đi người chơi đi rừng. Nhưng ở phía bên kia, win của đối phương cũng đã phải nằm lại. Như vậy là một pha trao đổi hai vị tướng gây được sát thương ở trong khoang đã đây tình huống. Thiết lập giao tranh tiếp theo nữa bị bắt lại và Akeno là phải lên mạng điểm số. Vừa rồi Akeno đã cố gắng tốc biển theo để dứt điểm Yu nhưng không thành công. Yu chưa có chiêu cuối, Zulai thì sao? Zulai cũng chưa, nhưng Zulai có hai phép bổ trợ trong pha giao tranh này. Nhưng sức sát thương đến từ Zulai ở thời điểm hiện tại cũng hơi yếu. Vì anh ta cũng chọn rất nhiều những món trang bị mang khả năng phòng ngự là nhiều hơn. Đúng vậy, anh ta đã lên cho mình đó tận hai món trang bị có thiên hướng phòng ngự với trường trường sinh cùng với cái khoan đã, chúng ta hãy nhìn lại cái pha xử lý này đi. Một pha xử lý mà bốn thành viên từ bên phía của DKG họ quyết định rất nhanh nha. Thực ra đây là một pha mà Zulai anh ta cân hai và lấy được một mạng hạ gục của người chơi đứng giữa đối phương. Đúng rồi. Chúng ta quá mải nhìn vào tình huống Yu tấn công vào người của TF mà chúng ta quên mất một tình huống thực sự là highlight đến từ Zulai trong tình huống xử lý vừa rồi. Đúng là như vậy, anh ta đã dồn hết sát thương của mình để cố gắng gỡ lên một điểm hạ gục. Nhưng mà cái thông tin mà khi mà xạ thủ của bên phía SBDC đó kêu rồi ta xuất hiện ở nửa trên á, được các thành viên của DKG xử lý rất là nhanh nha. Họ ngay lập tức biết là chỉ có 3 người của SBDC ở đây và họ lao ra đánh với 4 người của mình. Thì đó là cái cách xử lý thông tin cực kỳ khéo đến từ Dacon Gaming. Sau 12 phút nỗ lực thì toàn bộ dàn trụ ngoài đến từ SBDC đã bị bóc đi. Khó chịu nha. Hãy nhìn cách mà Huiba ta liên tục đi đẩy trụ một mình đi. Bây giờ các thành viên SBDC đang hơi bối rối ở trong cái tình huống này. Bởi vì nếu như mà Zavan, xin lỗi các bạn, nếu như mà Darius đi đối diện với lại Zac, Zac hoàn toàn không sợ. Anh ta hoàn toàn có thể bỏ qua Darius. Darius lúc này không phải là một cái mối đe dọa quá lớn. Akeno bị bắt. Akeno đang bị dồn sát thương. Akeno bị hạ gục. Ở đây chúng ta có pha tranh hai đánh hai trang mờ đã được sử dụng. Và Kiran đến sẽ là 3 đánh hai, chắc chắn là có lời dành cho SBDC. Hơi trượt sát thương trong pha thi đấu vừa rồi. Quá đáng tiếc, trụ chúng ta cũng không lấy được nữa. Lỗ thế hoàn toàn dành cho FPTC trong tình huống này rồi. Ở đây trên thì sao? Zac đang cân trụ thì phải. Anh ta đang gõ liên tục vào đầu của Junero. Junero mất lá chắn đi và mất cả tốc biến mới có thể thoát về được. Thực sự là Huiba bây giờ đang hóa trao ở trong khoảng thời gian này rồi. Đây là lý do tại sao chúng ta lại đánh giá cao những người chơi đi rừng Trung Quốc đến như vậy. Họ hoàn toàn có thể gánh được nguyên một đội nếu như được cho cầm những vị tướng sát thương chủ lực. Và hãy nhìn cái cách mà Huiba anh ta di chuyển tạo độ khó chịu đi. Đây là tình huống trước đó mà Akeno anh ta muốn kiểm soát tầm nhìn giúp cho những người đồng đội của mình có khoảng trống để có thể đẩy được lính lên, nhưng đối phương không cho anh ta làm như vậy. Thực ra những bước di chuyển đến từ bên phía của Dacon Gaming rất bài bản và khoa học. Bài bản. Trong khi đó thì chúng ta bắt đầu tỏ ra những tình huống gọi là lúng túng sau khi đáp trả đối phương và cũng không có quá nhiều lợi thế. Có lẽ ba rồng sẽ là
rất là tiền đề để bên phía FBC nhắm tới để hướng đến chiến thắng. Nhưng mà bây giờ chúng ta liệu là có đủ tự tin để đánh nhau ở trong khu vực nhỏ hẹp như thế này không? Khi mà đối phương có Zavan cùng với là Zeke. Chiêu cuối chúng 3 người, chiêu cuối giữ chân được 3 người. Yu mất tốc biến thoát đi, TF bị dồn sát thương, con rồng được giữ lại dành cho bên phía của Dakun Gaming. Giao tranh rất hỗn loạn ở đây. Hơi thấp máu đó là Akeno. Akeno chưa phải nằm lại, Zulai đã phải nằm xuống đầu tiên sau một tình huống quá lâu trong giao tranh. Double kill dành cho Zack của đối phương. Một triple kill, trời ơi, không có cách nào để có thể ngăn cản được con Zack này. Đến từ vị trí của Huy Ba nữa. Và chúng ta chỉ còn lại một mình, đó là TF mà thôi. Baron. Baron chắc chắn sẽ là điểm đến tiếp theo mà các thành viên của DKG muốn nhắm tới. Đó là pha giao tranh mà đội hình của SBDC hoàn toàn bị xé lẻ ra. Và nhìn cái áp lực đến từ Huy Ba đi, anh ta bây giờ chống chịu cũng tốt, mà anh ta gây sát thương nó còn kinh dị hơn nữa kìa. Cái cách mà anh ta gõ vào những thành viên của SBDC thực sự là cực kỳ thoải mái luôn. SBDC gần như là không có cách nào để có thể giữ chân được con rắc này nữa rồi. Thực sự là quá khó. Cái thế cấu rỉa máu từ tiền giao tranh cũng là không có dành cho bên phía SBDC nữa. Và đối phương ép giao tranh quá mãnh liệt với cái đại địa chấn và khả năng chống chịu đến từ vị trí của Zavan. Sau đó là một mâm cỗ được dọn ra và rắc cứ thế mà gõ thôi, không có bất kỳ ai ngăn cản được anh ta cả. Cực kỳ khó chịu với một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới, đại diện hạt giống số 2 của Trung Quốc. Khả năng di chuyển macro ở khoảng thời gian giữa trận của họ là hoàn hảo. Đồng ý. Ta thấy những pha nhấp nhạ với những cái thế lính đẩy 1-3-1 cực kỳ tốt của Huy Ba. Không phải là YK nha, mà là Huy Ba mới là người địa lẻ. Những người còn lại thì đánh dập dìu giữ những cái trụ của mình. Hãy nhìn xem, họ chưa mất bất kỳ cái trụ nào ở ngoài cả. Họ giống như là đang khiêu vũ với cả năm thành viên vậy. Một tình huống flash mode đến từ DKG. Và những đợt lính liên tiếp là đẩy cao và có lời dành cho họ. Tiếp tục là một con rắc hóa trao ở khu vực nửa trên của bản đồ. Nó gây áp lực quá lớn khiến cho tôi bắt buộc phải bỏ cái trụ thứ hai của đường giữa và dồn toàn bộ thành viên về. Anh ta đánh một cách rất quyết đoán và chuyên nghiệp. Ở đây thì sao? Siêu bom địa ngục kết hợp với đại địa chấn là lượng sát thương là quá dồi dào. Và những chiêu cuối đến từ vị trí của Emo cũng tạo tiền đề là rất tốt nữa. Mất đồng hồ ngưng động đến từ vị trí của Huy Ba. Sau đó anh ta quay ngược trở lại, vẫn còn những tình huống quay tay. Và anh ta hạ gục được thêm một người đã quyết sạch dành cho Dakun Gaming. Và họ sẽ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0 ở trong kèo đối đầu BO3 này. Một trận đấu ra quân mà thật sự là DKG muốn khẳng định sức mạnh của hạt giống số 2 đến từ Trung Quốc. Những cái bước di chuyển đầu trận của họ nó mang tầm tính toán cực kỳ tốt nha. Tức là họ biết rằng là với Zack mình sẽ cần phải để lẻ. Họ dùng cái áp lực của mình để lấy sứ giả chứ không phải đặt nặng mục tiêu là rồng như bình thường ta thấy những đội khác đánh ở SEA Championship. Họ dùng con sứ giả đó lấy một trụ và tạo cho Zack một cái con đường để anh ta đi để lẻ liên tục. Và từ đó những người còn lại đánh xung quanh Zack di chuyển như thế nào, bốn người còn lại sẽ biết cách di chuyển để có thể kiểm soát được bản đồ, kiểm soát được trận đấu. Và từ đó dù là họ cho SBDC hai con rồng, nhưng sau đó với sức mạnh của một vị tướng như Zack, gần như là SBDC không có lời giải đáp của mình. Con rồng thứ hai của trận thi đấu thì họ cũng đã đổi bằng một tình huống mà bốn người giữ chân năm thành viên của chúng ta. Và một người ăn rất nhanh con sứ giả đó là Zack của Huy Ba. Và sau đó họ quay ngược trở lại giao tranh. Có lẽ chúng ta vẫn đang tự tin với những kỹ năng cá nhân của mình là cấm đi những vị tướng khu vực đường Baron của đối phương. Họ cấm đi ba vị tướng đường trên của YK và khiến cho YK không có được nhiều tướng lắm để chọn. Anh ta quyết định là chơi cho mình đó là Zavan. Nhưng mà Zavan nó vô hình chung này khiến cho bên phía Dakun có một combo rất đẹp là Zavan cùng với Lezik để đánh vào tranh tổng. Họ có thêm một vị tướng để lệ khác rất mạnh, đó là Zack. Thì tôi nghĩ rằng việc mà cấm hoàn toàn những vị tướng ở khu vực đường Baron không phải là sự lựa chọn quá tốt. Và đặc biệt là chúng ta cũng đang chưa có quá nhiều những thông tin cũng như là xem đủ những trận thi đấu đến từ bên phía của Dakun Gaming để còn xem họ còn làm được những gì ghê gớm hơn. Nhưng với cái cấm chọn vừa rồi trong ván đấu đầu tiên thì có lẽ Gray ở khu vực đi rừng cũng là một trong những lựa chọn mà cũng không phải thực sự là quá mắc binh. Thực sự là như vậy, Gray xuyên suốt trong khoảng thời gian vừa rồi anh ta gặp bất kỳ ai cũng sẽ là người bị thua thiệt. Từ Z trong tay của Yu cho đến Huy Ba với con bài Zack. Thực sự là một trận thi đấu mà TF không được chơi một chút nào ở trong ván đấu vừa rồi. Trừ hai con rồng đầu tiên của trận thi đấu đối phương chủ động bỏ. Còn lại từ sau đó thì anh ta cũng không có quá nhiều tiền đề và có giá trị về mặt gây sát thương ở trong ván thi đấu vừa rồi đến từ FPTC. Bởi vì đơn giản là Gray là một vị tướng đánh đơn lẻ một mình bây giờ nó không còn quá mạnh nữa. Hồi trước thì Ray đánh một mình rất khỏe, bạn có khả năng càng lướt vào đội hình đối phương bởi cái rút súng nhanh của bạn cho bạn rất là nhiều giáp. Nhưng mà qua rất nhiều phiên bản khi mà sức mạnh của Ray nó bị giảm đi khá là nhiều khả năng chống chịu cũng như sát thương rồi, thì Ray bây giờ bắt buộc phải đánh chung ở trong một pha tranh tổng với đồng đội. Như các bạn nhìn đi, ở trong trận đấu vừa rồi hoàn toàn ở DKG họ không đánh nhau tranh tổng, họ xé lẻ đội hình của mình ra, đi đẩy lẻ với một người đó là Huy Ba và không cho chúng ta quá nhiều cơ hội đánh 5-5 với đối phương. Thì đó là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý đến từ DKG. Bước đến cấm bài chọn ở trong ván thi đấu thứ hai. Bên phía SBDC như vậy là sẽ bên phía đội xanh. Và bây giờ họ đang cấm đi Fiora là vị tướng đầu tiên. Zack đối phương đánh quá tốt, bắt buộc phải cấm. Có một lượt cấm rất chất lượng của Dakun Gaming ở trong ván đấu đầu tiên, đó là Riven.
Đây là một chất tướng mà thứ nhất về khả năng cấm vào chọn thì sẽ là một con bài, một lựa chọn mở, có thể nằm trong tay của người chơi đường solo, đường top hoặc là nằm trong tay người chơi đi rừng. Và đặc biệt là với Riven khi đối đầu với Zac thì tôi nghĩ cũng là một trong những lựa chọn mà hợp lý được. Tại toàn bộ lượng sát thương mà Riven có thể gây ra đều đến từ bộ chiêu thức. Cho nên nếu solo tay đôi và khả năng chống chịu được tạo ra đến từ Riven nữa cũng sẽ là hợp lý. Thì trong trận thi đấu này thì Riven cũng đã bị cấm đi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không cho đối phương chơi Zac nữa và lấy trước cơ Mew dành cho Zuriro. Hồi nãy ở ngoài á, khi mà ra nghỉ á, thì tôi có nói với anh Việt cái chuyện này rồi. Là gần như nếu như bên phía SBC, bên phía đội xanh á, họ chắc chắn bỏ Rayton ra cho đối phương chọn luôn. Và đúng, nó đang diễn ra như vậy. Họ bỏ Rayton cho bên phía của DKG chọn. Họ đổi lại cho mình đó là con Camille. Camille này sẽ là ở vị trí đường Baron khi mà Lee Sin đã xuất hiện ở trong tay của TF rồi. Thì bây giờ những cái mảnh ghép còn lại ở trong đội hình SBC còn thiếu là gì? Họ còn thiếu một cái sát thương trên diện rộng tốt để phối hợp với khả năng lao lên của Camille. Và họ vẫn còn thiếu nữa sát thương thời gian. Tôi đang suy nghĩ đến Galio. Nhưng mà Galio đối phương đã cấm đi rồi. Và chúng ta đang được nhìn thấy xuất hiện Corki ở trong đội hình. Ở trong giải đấu SEA Championship thì cặp đôi Corki Adriel hay là Adriel Zik, hay là nói chung xoay quanh ba con bài này là những con tướng mà thường mang lại tỷ thắng cực kỳ cao dành cho bên phía FPTC. Và với những lần lựa chọn này chúng ta bắt đầu nhìn thấy bản sắc trước đây những thời kỳ trong cái trận thi đấu mà họ liên tiếp là giành được chiến thắng thì đã bắt đầu được hình thành rồi, hình thành ngược lại dành cho bên phía của FPTC rồi. Và Sitofay được lựa chọn dành cho Dakun Gaming. Đây cũng sẽ là một con bài mà giúp cho khả năng Marco di chuyển đội hình ở giai đoạn giữa trận đấu cũng là rất thuận lợi dành cho Dakun Gaming nữa. Nhưng có một điểm trừ thôi, tức là họ đang có được hai sát thương về khả năng sát thương phép thuật. Đúng rồi. Nhưng chúng ta hãy nhìn đi, ý là bên phía của DKG tại Trung Quốc á, họ sẽ luôn luôn có một vị tướng có thể kiểm soát bản đồ được. Đó là một vị tướng có khả năng xé lẻ ra đi một mình hoàn toàn đơn lẻ và tham gia giao tranh vào những lúc phù hợp mà thôi. Hồi nãy thì họ có Zac và bây giờ thì họ thay con TF này sẽ kiểm soát bản đồ cùng với khả năng dùng chiêu cuối của mình để có thể xóa sổ lính tốt của Zik. Như vậy là khả năng phòng ngự của DKG là cực kỳ tốt với hai vị tướng có khả năng thi triển chiêu cuối của mình ở trên toàn bản đồ như vậy. Trong khi đó thì SBDC một lần nữa chúng ta thấy họ chọn một cái đội hình thiên về đánh giao tranh, thậm chí là giao tranh nhỏ lẻ cũng được luôn. Lee Sin, Yasuo có thể kết hợp được với nhau, Yasuo có thể kết hợp được với cả Rakan, Camille có thể kết hợp được với Lee Sin vào khoảng thời gian ban đầu cũng không phải là quá tệ. Và đội hình này thì Kiro sẽ cầm cho mình một vị tướng đó là Corki, vị tướng dễ chơi hơn khá nhiều, có khả năng tự tạo khoảng trống cho mình với những cái gói chức nổ của anh ta nếu như ta sử dụng tốt. Và lựa chọn cuối cùng đến từ bên Dragon Gaming đó là Leona dành cho vị trí hỗ trợ. Và tức là hoàn toàn đồng ý với việc là bên phía của Dakun Gaming luôn chọn những trận tướng có khả năng kiểm soát bản đồ tốt. Thậm chí đây là trận thi đấu mà họ có đến hai con bài có thể làm được điều đó. Zik có thể đứng bất kỳ đâu, tung ra siêu bom địa ngục, dọn lính và có ưu thế về khả năng đẩy đường dành cho Dakun được. Sitofay cũng vậy, là một người đi đẩy lẻ sau đó bay đến với những người đồng đội của mình giao tranh. Hoặc thậm chí là những tình huống chỉ cần đứng quá nửa sông thôi là ngay lập tức sẽ có định mệnh được dồn đến kết hợp với siêu bom địa ngục được tạo ra. Đến từ cặp đôi của Dakun Gaming, rất nhiều cách chơi mà bên phía Dakun họ nhắm tới khả năng kiểm soát bản đồ và với lối di chuyển khó chịu của mình. Tôi đang nhìn thấy một cái đội hình dồn sát thương một mục tiêu rất kinh dị đến từ DKG. Cho ta có thể thấy được khả năng chọn mục tiêu của họ khi mà thân bài trước thì phải bật chiêu cuối của mình lên, chọn một người, quăng bài vàng vào chiêu cuối từ xa của Zik sẽ dồn vào người đó. Và nếu như mà Leona, chắc chắn thường thường là như vậy rồi, Leona sẽ đứng gần ở trong cái khu vực đó mà thôi. Và anh ta sẽ dùng cho mình đó Thái Dương Hải Sang để giữ chân đối phương lại. Thì các thành viên của SBC cần sẽ phải đặt nặng cái bài toán kiểm soát mục tiêu, kiểm soát tầm nhìn của mình để tránh những trường hợp bị bắt lẻ với những cặp tướng của đối phương. Đó là chưa kể cái chiêu cuối đến từ Leona cũng có tầm hoạt động khá là rộng nữa, khá là dài. Rồi chỉ chiêu cuối đến từ Gray cũng là một lượng sát thương khổng lồ được gây ra cũng ở tầm khá xa. Vì vậy khả năng dồn đơn mục tiêu và lượng sát thương là rất hoàn hảo dành cho bên phía của Dakun Gaming. Thì tường gió của Zulai ở trong trận thi đấu này cũng sẽ là một trong quan trọng, rất quan trọng. Hoặc thậm chí anh ta có thể ưu tiên nâng mắc tường gió trước cũng được. Đó. Khi đó thì những tình huống chọn bài vàng đến từ ý của Yu sẽ phải lựa chọn góc hơn một chút, hoặc phải đợi chờ những tình huống quăng bom nảy đến từ Zik cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đây sẽ là một trận thi đấu mà có Yasuo tôi nghĩ là hợp lý dành cho bên phía của FPTC. Tôi chơi Yasuo theo kiểu nó khá là dị hợm so với những người khác á. Tôi chơi Yasuo theo kiểu là tôi sẽ nâng 2 điểm cái chiêu 1 của mình, cái chiêu chém á. Sau đó tôi sẽ nâng 1 điểm cho mình ở chiêu lướt, tôi mang mắt tường gió luôn. Tôi chơi rất là buồn cười các bạn à. Bởi vì tôi nghĩ rằng là khi mà Yasuo mà sử dụng tốt tường gió của mình, bạn có thể khống chế được một lượng sát thương rất là lớn của đối phương. Và trong một cái tựa game nó có một diễn biến nhanh và giao tranh liên tục như là tốt chiến á, thì việc bạn khống chế được lượng sát thương bên phía bên kia nó quan trọng hơn việc là bạn dây được bao nhiêu sát thương.
Bởi vì Yasuo thật ra cũng không phải là một vị tướng có khả năng dễ dàng gây sát thương trong giao tranh. Bạn không phải là một vị tướng tay dài, bạn không có khả năng gọi là càng lướt vào đội hình bên phía bên kia bắt buộc mục tiêu quá tốt. Cho nên tôi nghĩ rằng Yasuo đóng vai trò là phụ trợ sát thương mà thôi, nó sẽ phù hợp nhất. Thứ ra cũng có một đánh giá nữa về phong cách chơi của anh Tân. Anh khá là người tham lam, là người khá tham lam. Khi mà cái gì anh cũng muốn một ít, cũng muốn một ít. Thì điều đó khiến cho anh có được nhiều thứ, nhưng mà không thể có được một thứ nó trọn vẹn luôn. Đấy, không được hơi tham lam một chút thôi. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cái tư duy và một cái định hướng riêng. Không có gì đúng, không có gì sai cả. Đúng quan rồi. Trọng là nó hợp lý. Và chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ hai, một trong những ván đấu rất quan trọng dành cho FPTC để gỡ hòa và hướng nếu muốn năm nhắm tới chiến thắng, và một tình huống đứng dình bài vàng tung cái nó trượt đến từ vị trí của Jill. Và bạn chứ không, nửa, vừa nãy tôi nhìn cái thiên đình kiếm của Emo và tôi giật thót thót. Nó hoàn toàn là trượt các bạn. Nếu như mà nó trúng thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn mất đi một phép bổ trợ. Thực ra đó là pha, nếu mà cho tôi đánh thì tôi thiên đình kiếm trúng được. Nhưng Emo anh ta tính toán quá nhiều, hoặc anh ta cũng là một người tham lam. Nghĩ nhiều không? Cho nên anh ta nghĩ nhiều quá và anh ta hack não đối phương. Trong khi đối phương đã bị giữ chân bởi bài vàng rồi, nhắm mắt ném cũng trúng được nữa. Hơi gọi là cũng là một bước thoát tim mà Dacun Gaming họ set up ở giai đoạn đầu tiên. Rồi, bước kéo con bùa đỏ ra, tối đa hóa thời gian đi rừng của 13 rất chuẩn chỉ nha. Và anh ta đang ăn đến cái bài quái thứ hai rồi, Lee Sin của TF cũng như vậy. Lee Sin của TF cũng sẽ ăn cho mình cái vòng rừng mà tôi hay gọi là vòng rừng 37 á. Nó sẽ tốn khá nhiều thời gian của bạn ở nửa bản đồ, nhưng nó cho bạn một cái lượng tài nguyên về kinh nghiệm tối đa nhất. Trong khi đó, thì những đường còn lại sao? Chúng ta thấy Unero đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong kèo đấu này. Đây là kèo đấu mà gần như anh ta không có bất kỳ một cái lợi thế nào cả. Redstone chắc chắn thắng kèo. Chỉ khi nào mà Unero bắt đầu gõ được cái món trang bị đầu tiên á, thì anh ta may ra có cơ hội có thể đáp trả lên mà thôi. Nhưng vừa rồi tình huống né rất tốt. Đưa ra Kendo, anh ta dùng 3 chiêu thức ở trong cùng một nhịp đường giữa thì sao? Đang bị tấn công, đó là vị trí của Zulai với sự can thiệp của Hui Ba. Và có sự hỗ trợ của TF từ phía sau nữa. Đối phương vẫn đang liên tiếp dồn sát thương và TF găm sóng âm chính xác và bị dính bài vàng trả ngược lại, lia bài cũng là rất đau. Cặp đôi đến từ Dacun Gaming vẫn đang thể hiện được sự tự tin nhất định của mình và có được sự lợi thế về khả năng trao đổi chiêu thức vừa rồi. Với cái bùa đỏ trên tay của Hui Ba, khoan đã, Zulai anh ta bị dính thêm một pha bom khói nữa và phải nằm xuống. Zulai là quá chủ quan trong pha xử lý của mình. Nhưng khoan, ở trong khu vực đường dưới thì sao? Vẫn rất khó khăn. TF xuất hiện. Không, TF đã quyết định là ở lại với con cua của mình rồi. Và anh ta một điểm hạ gục chiến công đầu rất nhanh chóng dành cho Dacun Gaming đường trên. Chỉ cần lính chạm trụ thôi, đối phương sẽ ngay lập tức có những tình huống setup tăng trụ. Ở dưới thì sao? Bài vàng đã được cầm ra rồi. TF bị giữ chân, hất tung hai người tốt đến từ Akeno. Một chiêu nữa bắn lên từ vị trí của Kiran. Ôi, anh ta đứng nồng quá và không đủ sát thương rồi. Jill đang cố gắng chọn bài vàng. Kiran đến, đang rất chậm rãi rồi, đang rất từ từ nhưng lại dồn sát thương vào người cái Emo. Cuối cùng thì cũng đã có được mạng hạ gục. Thêm một cái nữa nào. Một chấm máu, bị trừng phạt vào đầu và bị bắn thương là chết. Hai mạng hạ gục dành cho FPTC. Rất tốt, một pha nhấp nhả xung quanh cái trụ đường rồng của đối phương cực kỳ thoát tim của SBTC. Mỗi người của DKG chỉ có một tí máu mà thôi, nhưng SBTC cuối cùng họ cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình là lấy về những cái điểm hồi phục. Những điểm hồi phục khá quan trọng nằm trong tay của những người cũng rất hợp lý. Còn đây là pha ở khu vực đường giữa. Zulai thật ra trong tình huống anh ta vẫn còn lá trắng luôn nha các bạn. Anh ta chưa dùng lá trắng luôn. Tôi chỉ tiếc đây là pha có lẽ là TF anh ta nên ở lại thêm một nhịp nữa cùng với những người đồng đội của mình nếu thực sự muốn dọn lính. Còn nếu không thì họ bắt buộc phải về nhà và bỏ đi một tân lính vừa rồi và chấp nhận thua đường. Thì dù là họ làm mỗi thứ một nửa, khi mà TF chỉ hỗ trợ một tân lính mà thôi, sau đó anh ta thoát đi. Và dù lại quá tham lam khi đứng ở lại và bị hạ gục ở đây, đây. Anh ta hất tung được một người có sự can thiệp đến vị trí của TF rồi, rất đẹp. Và chúng ta lấy được quyền chơi đường giữa của đối phương. Nó phải là như vậy. Nó phải là như vậy. Một khi đã bích được cho mình đó Lee Sin của Yasuo là bạn cần phải làm những pha như vậy. Cấp 5 chạy thẳng vào đường giữa, đá sóng âm nổ long cước thẳng vào đầu của đối phương và lấy được một đại hồi gục, đó là những gì cần làm. Khoan đã, Akeno đang có mặt ở đây. Anh ta có một pha xử lý chiêu cuối rất tốt của mình, đang đánh vào người của Win. Win có không có cho mình là tốc biến nha. Anh ta có thân bài của Yu tới ở đây. Và đây sẽ là pha hai người của NPC gặp khó khăn. Một người phải nằm xuống là Kiro. Chúng ta quên mất một điều rằng đối phương có định mệnh ở trong đội hình. Và chúng ta đã băng lên quá sâu mặc dù là không đủ sát thương. Và chúng ta cũng không còn bất kỳ một chiêu thức nào để thoát về cái bờ tường trong pha thi đấu đó nữa. Tính quan thiệp là rất tốt đến từ vị trí của Yu giúp bên phía của Dacun Gaming gỡ lại một mạng hạ gục. Và tỷ số hiện tại đang là dẫn trước dành cho FPTC với 3 và đối phương chỉ có 2 mà thôi. Một phong cách đánh khá khác của DKG. Nếu như ở trong trận đấu trước đó thì họ là người thụ động. Họ cho chúng ta nhiều khoảng trống để chơi, họ cho chúng ta nhiều khoảng trống để có thể di chuyển trên bản đồ. Thì đây là một trận đấu mà DKG sẵn sàng đáp trả bất kỳ một pha đánh nhau nào với khả năng di chuyển tốt của Chinfei. Và nãy giờ vẫn là những pha trao đổi mạng hạ gục cả hai bên mà thôi. Tạm thời SBC vẫn đang hơn một chút về điểm hạ gục nhưng họ thua một xíu về lượng tiền. Và lần này chúng ta quyết định là sẽ đấu trực diện với đối phương ở cửa hàng con sứ giả. Cùi Ba cũng đang cố gắng lôi sứ giả ra và cũng tránh để mất máu nhiều nhất có thể. Các cặp đôi đường dòng vẫn đang cố gắng dọn lính rất nhanh ở khu đường giữa. FPTC quyết định là bỏ một tên
để có thể tụ đủ 5 người ở đây tấn công sứ giả. Đối phương chưa ra nhưng Zik có thể tung siêu bom điện đục tầm xa được. Chiêu cuối Thái Dương Asan nó hết hiệu lực rồi và chúng ta sẽ kiểm soát được các sứ giả trong pha thi đấu này. Ở phía bên trên vẫn đang cố gắng cò quay đến vị trí của Junior và chúng ta bắt đầu càn lên đội hình của đối phương có mạng hạ gục và các con sông sắt thả sứ giả trụ đầu tiên dành cho FPTC rồi. Đây sẽ là cái trụ đầu tiên, gần như đường dưới sao, đường giữa thì sao, nhanh hơn thôi thì cho họ họ một trụ đường giữa rồi. Chúng ta có một pha xử lý tốt, đánh nhau tốt ở xung quanh khu vực sứ giả khe nước và lấy được hai điểm hạ gục của đối phương. Chúng ta cần phải về phòng ngự cái trụ ở đường dưới cũng nhanh chóng đi một chút đi, bởi vì Yu cũng đang đẩy lính rất nhanh. Cái pha đánh nhau này nó dựa trên một yếu tố là họ biết chút vay không còn định mệnh nữa. Họ thấy chút vay lộ tầm nhìn ở khu vực nửa dưới bản đồ và họ biết có 5 người ở đây. SDC ngay lập tức triển khai một pha tấn công chớp nhoáng vào khu vực sứ giả trên nước, ép bên phía bên kia phải đánh nhau với mình. Và khi đánh nhau với nhiều người hơn thì rõ ràng bộ tướng dùng để đánh giao tranh tổng mạnh như của SDC sẽ phải là người chiến thắng. Vẫn rất sôi động, đó là con rồng đầu tiên của trận thi đấu, tốc độ ăn là rất nhanh, rất tốt. Siêu bom địa ngục không cướp được, trừng phạt tốt cùng hai người trong chơi là chưa sát thương. Imo tốc biến thoát đi đủ theo, đó là Junero đã quyết chiến thật chưa đủ sát thương và chúng ta đẩy lui toàn bộ đội hình của Dacun Gaming. Akeno hơi nguy hiểm trong pha thi đấu này, tốc biến lao theo làm choáng và rất nhiều sát thương được tạo ra, mất một người hỗ trợ. Không sao, chúng ta có được mục tiêu lớn là ok rồi. Một người quyết định chọn cho một lối đi riêng, nhưng đôi khi lối đi riêng đó không phải là lối đi đúng đắn lắm. Tại sao lại như đi về điểm trung phương xuống bên dưới là thắng rồi, là được rồi. Lẻ này kiểu như là buổi sáng thì các tuyển thủ sẽ có những bữa điểm tâm buổi sáng ở khách sạn á, thì bạn này một mình dậy sớm đi ăn trước, bỏ lại các đồng đội và hậu quả bị hậu quả đông. Không sao, dù sao thì Akeno cũng không phải là một hạt nhân chính ở trong cái đội hình này của SBDC. Những hạt nhân chính đang có những cái lượng tiền quan trọng, Akeno quyết định là lên cho mình đó là Triệu Trường Sinh. Với con Rakan cầm cho mình là xúc điện như thế này, anh ta sẽ đóng góp về mặt sát thương pháp thuật dành cho SBDC. Còn những người khác đang rất xa là TF nha, chúng ta thấy cái này nhiều rồi. Tép đánh Lee Sin luôn luôn như vậy, anh ta luôn luôn là người sẽ được đồng đội cho rất nhiều điểm hạ gục. Khoan đã, đây là pha xử lý chiều cuối rất nhanh chóng từ hồi 3 để thoát về. Và chúng ta đang gọi là có hai thành viên khép góc để cho Zulai chặn được một tên lính. Và lính tiến vào, ngay lập tức đối phương quy tụ người là rất nhanh. Thật sự là quá khó để chạm vào cái trụ đến từ bên phía của Dacun Gaming đường trên, thì sao Junero sẽ rất nguy hiểm nếu như tiếp tục ở lại phòng ngự. Đấy, tôi sợ không phải là sợ SBDC đánh nhau tranh thua với lại DKG. Tôi sợ là SBDC họ đẩy trụ thua cơ. Đó, các bạn thấy những cái tình huống mà DKG họ chỉ cần nhìn thấy được lính gần sát vào trụ của họ, họ cảm thấy được lính đó hơi nguy hiểm thôi. Ngay lúc chiêu cuối của Wing anh ta sẽ sử dụng liền luôn, để anh ta xóa bỏ hoàn toàn cái áp lực đẩy trụ đến từ SBDC và ta khiến cho việc phòng ngự của DKG nó sẽ kéo dài mãi mà thôi. Đồng ý. Thực sự là kể trong tình huống mà chúng ta giao tranh ở con sứ giả vừa rồi, mặc dù chúng ta là người có được sứ giả, có được trụ và có được những mạng hạ gục, nhưng về tổng quan thì cũng không phải là quá lợi thế và dẫn trước, gọi là cách biệt dành cho bên phía của FPTC. Bằng một tình huống tư duy đổi trác vẫn rất khoa học của mình thì Dacun Gaming vẫn giữ được lại lượng tiền và đặc biệt là họ còn lấy được nhiều hơn về phần trụ nữa. Đường giữa đang cố gắng tấn công, mất đồng hồ ngưng động đến từ vị trí của Win và găm sáu chính xác, tốc biến lao về quá hoàn hảo cho một tình huống combo Lee Sin đến từ vị trí của TF. Cuối cùng thì cũng đã lấy được mạng hạ gục của người chơi đối phương rồi và cũng phải bỏ lại một chạy. Người đó là Junero đang cố gắng bỏ chạy. TF là cố gắng cò quay đường dưới, chúng ta đang gây áp lực một mình. Imo phòng ngự không có lính trong pha này, đáng tiếc. TF thì sao, anh ta đang đi lạc ở đâu đây, thành công không nên tự sát ở trong pha thì đội phi bài rồi combo rồi dính bài vàng, anh ta găm combo gạch được hộ thể các thứ mãi cam mới chuyển đến và cuối cùng thì cũng là nằm lại dành cho TF. Câu được cũng khá thời gian ở trong tình huống vừa rồi, nhưng quan trọng hết đó là điểm sit down nha các bạn. Điểm sit down nằm trong tay trước trực vây của Yu đó cũng là một cái điều hơi nguy hiểm một chút. Đề pha setup gần như là hoàn hảo rồi, gần như là hoàn hảo, mọi thứ được sử dụng khá hợp lý. Đối phương phản ứng có điều là nó quá hay mà thôi, nhanh tay đó, trước trực vây ngay lập tức đáp xuống, rút cho mình một lá bài ra, giữ chân một người lại và Camille trong tay của Juno phải nằm xuống ở trong pha thi đấu này. Cả hai đội đều đánh rất tốt ở trong pha setup này, họ không hề dễ chơi một chút nào. Nếu muốn lấy được gì đó của Dacun Gaming, chúng ta đều phải bỏ lại những thứ gì đó. Trước đó là một tình huống giao tranh, chúng ta có được sứ giả, chúng ta mất đi đường giữa. Một giao tranh chúng ta lấy được win thì chúng ta phải mất lại Junero. Đối phương không hề dễ chơi một chút nào, bắt đầu dồn combo ra siêu bom địa ngục, nhiều sát thương lắm. Akeno bắt buộc phải thoát đi với một chấm máu, tạm thời là sống sót. Kiran vẫn có khả năng bắn rất rát từ tuyến sau và đang cầm sẵn cho mình đó là cái gói hàng. Junero đang có một góc đẹp để có thể bọc đầu được đối phương, tạm thời đây sẽ kéo sứ giả ra và chúng ta sẽ là người có quyền kiểm soát trước ở mục tiêu trong pha thi đấu này. Hơi đáng tiếc thôi là Akeno đang không còn đủ lượng máu để giao tranh. Nếu đánh nhau thì sẽ là 5-4 về mặt lý thuyết. Đối phương bắt đầu lao vào, thấy được Asa cướp con sứ giả trước mắt của TF và chúng ta dồn combo quanh được chưa. Imo bị nằm và vẫn đang là bắn với những mũi tên định hướng, tên lửa định hướng từ phía sau đến từ vị trí của Kiran lao lên, đó là Akeno và anh ta cũng đã phải nằm lại rồi. Kiran gây sát thương, chỉ có một chấm máu thôi, tốc biến bắn theo rất và có thêm mạng hạ gục dành cho FPTC.
Nhưng đó là một pha 3 đối 3 của cả hai đội mà thôi. Khả năng giữ vị trí đội hình của cả hai bên đều rất tốt ở trong pha thi đấu vừa rồi. SBDC đã không may mắn ở trong tình huống trừng phạt của TF trong cái pha tranh cướp ở hàng sư giả này. Thực sự hồi bà rất lạnh lùng luôn. Ta cực kỳ lạnh lùng với pha xử lý trừng phạt của mình. Trong khi đó, tình huống đánh ngược trở lại, nổ lông cước 4 người cực kỳ đẹp đến từ TF. Nhưng hãy nhìn cái khoảng cách mà các thành viên của bên phía DKG thì họ không chạy về cùng một hướng nha. Họ chạy ba người ba hướng khác nhau, tản người ra để có thể đánh bực một hướng nào đó khi mà đội hình của SBC cũng bị giãn cách ra. Không hề dễ chơi một chút nào. Và chúng ta có được 3 mạng hạ gục của đối phương, nhưng đổi ngược lại chúng ta mất con sứ giả và cũng mất 3 mạng hạ gục. Không hề có bất kỳ một pha giao tranh nào mà có lời hoàn toàn dành cho FPTC cả. Đây sẽ là tình huống mà đối phương set up xung quanh khu vực con rừng rỗ. Có bài vàng được lựa chọn, ý thức thiên đỉnh kiếm nó trượt. Rất may mắn những bộ chiêu thức quan trọng của đối phương nó không chính xác trong tình huống vừa rồi. Rồi, tạm thời thì FPTC đang giành giữ cùng với lại DKG xung quanh hang con rồng này. Họ là người có được lợi thế về mặt tầm nhìn. Có một cái bùi lợi cua ở đây để cho thành viên DKG có khoảng trống và ăn được rồng. Trong khi đó thì SBDC họ sẽ là người vào rồng sau. Con rồng còn khoảng 50% máu của mình. Và nhịp đầu tiên đối phương đã không thể ăn thành công con rồng. Junero đánh hạt không nổ, sau đó lao xuống ngay lập tức bị dồn combo thái dương hạ san siêu bom địa ngục quá rồi. Giáo sát thương nhưng hãy nhìn vào Kiran. Kiran vẫn đang có một góc bắn là rất đẹp. Anh ta đã bị càn lên bởi YK của đối phương và YK bị dồn sát thương. YK bị hạ gục Junero chém điểm đầu. Đầu chém đến từ dù lại ôi thôi, một lượng sát thương đến từ những quả bom đến từ Win. Và chúng ta bị quét sạch, không chỉ còn lại một mình TF với chấm máu mà thôi. Định mệnh có hay không? Câu trả lời là có. À là câu trả lời là không. Và anh ta cũng không thể đuổi được theo TF trong pha thi đấu vừa rồi. Quá điên rồ với pha giao tranh vừa rồi. Kiro cùng với lại Yulai lại cùng lao vào một nhịp ở trong tình huống đó và cùng dính cho mình là cái gói thuốc nổ của Winner. Rất xui dành cho thành viên của SBC ở trong pha xử lý vừa rồi. Đây ngỡ ra một pha giao tranh mà thành viên SBC họ mất rồng nhưng có lợi thế về người rồi, bởi vì nếu chúng ta có lợi thế về người ở trong pha thi đấu này chúng ta sẽ ít nhất lấy được hai trụ của đối phương. Nhưng đây cái nhịp Zulai cùng với Kiro lao vào cùng một nhịp và bị cho mình đó là một cái tình huống gây sát thương đến từ Hubai cùng với lại Win, hạ gục được hai người cùng một lúc. May mắn nha, pha này may mắn sống rất căng trong tình huống vừa rồi. Tức là kiểu như là sao ta đang thực sự là không giữ được một sự bình tĩnh nhất định đến từ đội hình của FPTC. Chúng ta đang bị hừng quá trong những pha giao tranh, trong khi đó đối phương lại giữ được một cái đầu cực kỳ lạnh. 60% thời gian, thời lượng giao tranh vừa rồi thì Junero cũng như là Akeno họ bị mắc kẹt ở trong hang rồng. Và đó cũng là một khoảng trống rất tốt để đối phương có thể dồn rất nhiều chiêu thức vào trong. Đó là Thái Dương Hạ San, đó là những tình huống thả bom, đó là những siêu bom địa ngục. Và sau đó chúng ta có quay cố gắng thoát ra khỏi hang rồng thì mới có thể đánh. Sẽ rất... thì cái tường chắn, cái bộ chắn đến từ bên phía FPTC đã bị cách biệt hoàn toàn với lượng người gây sát thương rồi. Và đối phương tận dụng rất tốt điều đó, bắt đầu có lượng trụ được thiết lập đến từ bên phía của Dakun Gaming với đường giữa và đường trên. Sứ giả bây giờ mới được thả, trước mắt là một tình huống thả bom để cấu máu. TF còn một nửa lượng máu mà thôi, dính bài vàng đó là vị trí của Junero và cũng mất đi nửa cây máu sau khi dính phi bài. Hất cũng ba người tốt và có chân chối được tạo ra đến từ vị trí của Yasuo trong tay của Zulai. Anh ta bắt đầu càn vào đội hình của đối phương, có tối hậu thư. Jill đang bị gây sát thương nhưng Jill vẫn chưa có ai động vào anh ta cả. Chúng ta đủ mục tiêu sang YK. YK bị hạ gục ở đây, mất đồng hồ ngưng động, đó là vị trí Kiran. À không, đó là TF găm sáu găm chính xác. Kiran hít nữa thôi, cố lên, không có bất kỳ một chiêu thức gì cả. Thảm lửa có chưa, tốc biến có chưa, chưa có. Tên lửa đỉnh hơn cũng không chính xác nữa. Jill đang chạy rất nhanh với cái dòng gió trên chân, ăn được những hạt hồi phục anh ta sống sót rất đáng tiếc. À, nếu như hạ gục được Jill ở trong tình huống này thì gần như chắc chắn là SBC sẽ ăn được con Baron. Bởi vì mất đi thêm một sát thương chủ lực nữa, không có cơ may cho DKG có thể tranh cướp được Baron. Nhưng đây là một tình huống đó đánh rất chính xác với một pha hất tung 3 người với xuất hiện 4 người chứ. Xin lỗi nói nhầm, 4 người với xuất hiện hành tráng của Akeno để tạo ra một pha comeback đến từ SBC ở trong cái thế đang thua cực kỳ nhiều tiền, 7.000 tiền, nhưng chúng ta vẫn có một pha combat chiến thắng thì thực sự là một lời khen rất lớn dành cho Akeno. Cái nhịp đánh ra đến từ FPTC cũng là rất hợp lý. Nó là một cái nhịp mà khiến cho thực sự là Dakun Gaming phải gặp bất ngờ, thì choáng trong tình huống vừa rồi. Một nhịp đánh ngược trở ra đúng cái thế mà Thế Linh bắt đầu chạm vào trụ. Và đối phương dồn tụ cả ba người với nhau để tạo tiền đề cho một tình huống hất tung tốt đến từ Akeno. Và chăn chối được tạo ra, Zulai thoải mái quẩy trong tình huống vừa rồi. Chỉ hơi đáng tiếc thôi là chúng ta hơi thiếu một chút sát thương để có thể lấy được thêm nhiều mạng hạ gục nữa. Và cũng không cụ thể hóa nó thành một mục tiêu lớn nào cả. Chúng ta cần phải thêm một chút thời gian nữa. Một chút xíu nữa. Kiếm rồi. Đó, vô cực kiếm một người rồi. Của Zulai, bắc được một người. Đó là chú cá sấu. Rồi một cái từ vào YK. Nhưng YK lại một lần nữa may mắn. Hôm nay không biết là DKG đang món gì vào bữa sáng của mình mà rất nhiều tình huống những thành viên của họ còn cực kỳ thấp máu nhưng vẫn thoát đi được 2-3 lần ở trong cái trận đấu này rồi. Thực ra cũng không phải là may mắn, hãy nhìn vào lượng tiền chênh lệch ở khoảng thời gian này đi. Đó là 7.000 tiền tròn, 6.000, xin lỗi các bạn.
6.000 đó là điều khiến cho họ vượt trội chúng ta về mặt sát thương cũng như khả năng chống chịu kiểu như vậy. Trong khi đó lượng sát thương chủ lực chúng ta sẽ phải cần phải rất nhiều thời gian và cần thêm kiểu như giao tranh dài hơi á. Còn thiếu, còn thiếu đúng một xíu nữa, đây là cái vô cực. Chỉ cần có vô cực kiếm thôi thì con Corki này nó mới hóa điên được. Và nó mới là Kiro có thể một cân năm ở trong pha combat mà chúng ta hay thấy được. Chỉ cần một thời gian, nhưng có vẻ như DKG không cho chúng ta thời gian, họ sẽ khởi động ngay lập tức cái con rồng ngàn tuổi này. Junero đang đứng ở một góc cách biệt với những người đồng đội, anh ta sẽ có một tình huống bọc đầu và hẳn tuyến sâu của đối phương bắt đầu kích hoạt con rồng lửa. Kiran đang cầm gói hàn và quay ngược trở lại dồn sát thương vào Junero. Junero có một áp lực là cực kỳ lớn, TF cũng đang bị phát hiện tầm nhìn bởi con mắt định mệnh bắt đầu được bật lên. Con rồng quay ngược trở lại, đối phương không dám ăn. Akeno là người bị dính bài vàng, siêu bom điện cực tung ra đang rất thấp máu, đó là Zulai mất đồng hồ ngưng động. Akeno đang cố gắng cứu người đồng đội của mình và cố gắng thoát ngược trở đi. Junero thì chặn toàn bộ ra nơi cơ được Kiran bắt đầu có màn hạ gục và có góc bắn thoải mái trong pha giao tranh này, không ai giữ chân được anh ta. Kiran leo lên, đó là chân chối, đó là giả sủa và đó là bắn, đó là gây sát thương đến từ vị trí của Kiran. Và Huiba mất đồng hồ ngưng động và bằng một cách thần kỳ nào đó một pha giao tranh tưởng chừng như là đẹp, nhưng FBTC lại thua ở nửa sau của pha giao tranh. Thật và đối phương vẫn còn lượng sát thương để truy đuổi. Khả năng đánh giao tranh của người Trung Quốc thật sự là kinh khủng đồ các bạn à. Thăm mình đến từng cái đồng hồ một để có thể giữ mạng ở mình những phút giây cuối cùng ở pha giao tranh đó, khi mà cứ ngỡ rằng Kiro đã có thể đủ sát thương thì họ ấn một cái đồng hồ làm cho Kiro bị chật nhịp và hai người còn lại với những con rồng họ có giúp cho họ khả năng hồi phục ngược trở lại. Đây là pha giao tranh mà đầu tiên họ chọn mục tiêu rất chính xác nha. Họ chọn Akeno, một người mà rất mỏng và yếu mà thôi, để dùng sát thương vào và khiến cho Akeno không còn tạo được tiền đề, không còn tạo những cái góc để có thể xuất hiện tráng nhiều người được. Nó khiến cho Zulai chỉ hất tung được đúng một người mà thôi và ta chỉ có thể chiêu cuối đằng trối chúng một người. Đây, một phản ứng đồng hồ rất nhạy cảm của Huiba, nó khiến cho các thành viên của SBC, đặc biệt là Kiro còn lại, bị chật nhịp đi một chút. Và chúng ta cũng có thể thấy một cái tinh thần rất sảng khoái đến từ người chơi đi rừng của bên phía Deacon Gaming trong pha giao tranh chiến thắng vừa rồi. Tiếp tục là chọn được một mục tiêu, đó là Imo. Imo Thái Dương hạ sang chúng ba người, siêu bom nghiệp được chúng hai đang cố gắng quay ngược trở lại chống chịu sát thương nhưng không thể về được nữa. Đó là Junero cũng như là Akeno, chúng ta mất hai. Định mệnh đuổi theo có bài vàng trên tay, nhắm được hay quá. Đó là cái ui giày đồng hồ. Tại sao? Tại sao lại đồng hồ trong pha giao tranh đó? Hơi đáng tiếc vì cái tường gió vừa rồi đó là quá khớp rồi. Và chúng ta mất ba sau một tình huống đánh tốt đến từ bên phía Deacon Gaming. Họ có thể end game ngay lập tức luôn. Với chỉ hai người còn lại thì cơ may dành cho SBDC phòng ngự là con số 0. Đồng ý. Không thể nào được cả khi mà đối phương còn có Zig ở trong đội hình của mình nữa. Thì làm sao chúng ta có đủ sức để phòng ngự bây giờ? DKG sẽ chiến thắng trận đấu đầu tiên của mình ở trong Hosen Cup đại diện hạt giống số 2 của Trung Quốc. Thắng SBDC 2-0. Rất áp đảo. Đây là một trong những lý do vì sao tôi tiếp tục lại phải dành cho anh Việt một lời phản bác nữa. Đó là Deacon Gaming không hề dễ chơi một chút nào. Rất nên nhớ là okay. Như vậy. Và tôi cũng dễ dàng dự đoán rằng có lẽ là họ cũng sẽ là độc cô cậu bại của bảng đấu A này thôi. Tôi đang chưa thực sự nhìn thấy bất kỳ một cái tên nào. Đâu đó chỉ có một người đồng hương của họ. Đó là đội tuyển Thunder Talk. Thì nó lại ở bên bảng bên kia bạn rồi. Bạn khác. Cho nên đang hơi khó để tìm ra lời giải đến từ Deacon Gaming. Họ trình diễn với chúng ta hai bộ mặt rất khác nhau ở trong cả hai ván thi đấu nha. Đồng ý. Ở ván đấu thứ nhất thì họ chủ động đánh chậm và chắc. Họ cho chúng ta nhiều khoảng trống trên bản đồ, họ cho chúng ta những con rồng để chủ yếu lấy sứ giả khe nước. Nhưng ở trong ván thi đấu thứ hai thì họ chủ động hơn rất là nhiều. Họ với cho mình con chút phay. Họ thiết lập những pha tấn công khu vực đường dưới rất sớm. Với con giết của mình, họ liên tục có khả năng phòng ngự ở trên toàn bản đồ và thiết lập những tình huống đánh nhỏ lẻ về sau. Tất cả mọi thứ họ đều làm rất tốt. Ở đây đó là bản đấu mà những cái món trang bị về mặt chống chịu, về mặt phép thuật ấy, như là giáp thiên địa hoặc là giáp tâm linh cũng đã tăng được cái chỉ số chống chịu dành cho kháng phép rồi. Nhưng mà chúng ta chưa thực sự đạt đến ngưỡng mà có thể khiến cho lượng sát thương bị tranh của họ nó trở nên vô nghĩa. Mà họ đã... Like fanpage Liên minh Hình thái Tốc Chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.